Cửa hàng nông cơ Hà xin kính chào tất cả các quý khách hàng. Địa chỉ của cửa hàng ấp 3 Bò Lông Sen Mạc, Bà Rịa, Vũng Tàu, số điện thoại 0337 0191 0974 644 973. Hôm nay bên em lên sóng cho anh em lô 6 con máy cắt cỏ Nhật bãi. Hàng toàn hàng hệ, hàng này là 2625. Công suất của nó là lên tới 26 cc và xi lanh của nó là 34 mm. Hàng trợ lực tay ga bóp nha, tay ga bóp thế hệ mới, trợ lực ổ giật to, rất là lợi xăng. Hàng còn eco không, tem la mang, tem mà chứng nhận toàn cầu về chất lượng khí thải cũng như độ tiết kiệm xăng, như độ kể cả độ ồn nữa. Thì em sẽ cùng anh em phân tích lô máy ngày hôm nay. Hôm nay em mang đến cho anh em là 6 con máy tất cả nha, và cùng một hệ đều là 2625. Thật ra thì máy mất cỏ Nhật bãi em cũng có rất là nhiều loại. Hiện tại thì có rất nhiều anh em hỏi em quay cho anh em lô này. Em có những Echo này cũng 26cc, là có rất là mẫu Echo, Kyrit này, hay là Kawasaki là 27cc, rồi Tanaka rất là nhiều. Nhưng mà hôm nay em sẽ quay cho anh em nguyên một cái lô này thôi, để anh em có thêm nhiều sự lựa chọn. Về dòng máy cắt cỏ thì cũng rất là nhiều anh em hỏi sao thần đến em mua cái máy cưa mà không quay mất cắt cỏ. Thật ra thì máy cưa em về quá số lượng rất là nhiều, mà máy cắt cỏ thì mình cần nhiều thời gian để chăm chút cho nó hơn, nên là nhiều khi cứ làm máy cưa lên ít là máy cắt cỏ. Và cái mùa này thì ra các cắt máy cưa thì nó vẫn hút hơn máy cỏ rất là nhiều. Rồi em sẽ review cây số 1 cho đến cây số 6 cho anh em coi, và giá cả em để công khai nhé. Rồi anh em xem hết video và để xem mình chọn được cái con máy nào, ô cô con máy nào thì chốt cái máy đấy giúp em nhé. Và ngày trong ngày hôm nay hoặc là ngày mai thì anh em nào muốn xem một lô máy cưa xích thì em chuẩn bị lên một lô như thế này, 10 con máy mới về đã dọn đổ ngon lành, là nó chuẩn bị lên sàn nha. Tí nữa em cũng sẽ quay, thì hiện tại em sẽ quay lô này trước để giới thiệu cho anh em, thì anh em có tăng thêm sự lựa chọn mà máy cắt cỏ và máy cưa, ok chưa ạ? Rồi bắt đầu mình vào cây số 1 là cây nằm ở chính giữa em đây nha. Anh em lưu ý mua hàng bên em là anh em phải đặt cọc trước thẻ cào Viettel 200.000 hoặc là chuyển khoản trước 500.000, bên em miễn phí ship cho anh em. Khi mua hàng anh em sẽ được tặng kèm 4 món phụ kiện, một là dao này, hai là dây đeo này, típ mở buji này là ba này, và một cái ổ cước là 4 món nhé, 4 món cho anh em để anh em về sử dụng. Nhưng em nghĩ những cái món như vậy nó rất là cần thiết cho anh em rồi. Thì anh em là dùng ổ cước cũng được, mà có thể là dùng dao thì cũng được ha, tùy theo mỗi vùng miền anh em nào muốn sử dụng loại nào thì phù hợp loại nào thì lấy đấy. Rồi mình cùng review con số 1 cho anh em xem. Thì em cũng đã test tiếng nổ một con máy cắt cỏ cho anh em coi ở trên kênh Nông Cơ Duy Hải rồi, thì anh em có thể là coi cái con máy đó thì để em nghe tiếng nổ con máy này. Thì vừa không cần phải test tiếng nổ vì đây nó là buổi tối rất là khuya rồi. Đây là em sẽ nói chi tiết về máy móc cho anh em nghe. Thì con máy này nó sở hữu động cơ là 66cc và xi lanh đường kính bê tông nó là 34 mm. Hàng này là hàng thế hệ mới, chủ dập trợ lực này, tay ga bóp đó. Có khóa tăng giảm tốc độ của ga, tức là nếu chỉ cần anh em kéo lùi như này thì nó sẽ bóp hết ga cho anh em, còn anh em chỉ mức này thì bóp rất là nhẹ nhàng đó, nó là như vậy. Ôi chết, quay camera đi đâu không biết, để từ từ làm chỉnh lại. Ok, thế đây anh em kéo xuống là sẽ bóp được nhiều ga, hất lên thì nó có bóp được ít ga, đó là như vậy. Điều chỉnh tốc độ của ga nhiều hay ga ít, và công tắc tắt mở máy. Máy thì có tem eco, những dòng máy cắt cỏ Nhật bãi mà có tem eco đấy anh em biết là cái độ lợi xăng của nó thì tuyệt vời. Hơn nữa ở bên góc bên đây, bên hông đây này anh em thấy có tem Laman. Tem Laman là chứng nhận toàn cầu về cái vấn đề là khí thải này. Nói chung là em cũng không chính xác lắm, nhưng mà nó là biểu tượng của toàn cầu là về chất đốt khí thải tính đấy. Con này thì nó bô của nó sử dụng là bô cách âm. Anh em lưu ý là cách âm, nó giảm độ ồn tối đa, nên khi anh em ga máy nó nghe nó rất là phè phè, nhưng đảm bảo với anh em đánh cước, đánh dao, nạp tải vô thì anh em thấy cái độ mạnh của nó là khủng khiếp lắm. Đó. Rất là trâu luôn. Đấy. Đó là những dòng thế hệ mới giờ nó làm bô cách âm, và nó có một cái nhược điểm là bô cách âm đó là nó hay bị tắc cái bô. Anh em mà sử dụng nhớt chất lượng cao thì nó đỡ,
còn anh em sử dụng nhớt cũng chất đấy, nhưng mà cái độ nhờn bôi trơn nó ra khó nhiều thì nó hay tắc cái bô. Thì đối với những cái dòng máy như này, anh em lưu ý anh em phải thường xuyên kiểm tra cái bô nổ này. Khi nào mà cảm thấy máy đang xài bình thường, tự nhiên hôm nay cắt nó yếu, thì vui lòng anh em tháo mấy lốc này ra và anh em mở cái bô ra giùm em, kéo cái piston lên đỉnh đến khi nào nó đóng hoàn toàn lại, rồi anh em lấy cây vít chọc cạy ra những cái khói bụi bẩn ở trong lỗ bô, nó thoát hết ra là anh em sẽ sử dụng được. Và hơn nhiều khi nó còn bị tắc cả cái đường ống bô, thì anh em có thể vệ sinh cả cái đường ống bô trong này đó. Nếu nó tắc quá nhiều, anh em có thể khoan thêm một lỗ để cho nó thoát ra nhiều hơn. Thì khi anh em khoan ra thì nó thoát ra nhiều hơn thì nó sẽ mạnh hơn một chút. Còn nếu thật sự nó tắc cái bô rồi thì anh em phải thông với sử dụng được, anh em lưu ý nhé. Đấy, còn ngoài ra thì tự chế chủng linh tinh thì nó sử dụng chế khoảng hai kim, một kim găng ti và một kim căn ốc tốc độ thấp đấy, là hai kim. Nói chung là cũng rất là dễ sử dụng, đồ đạc thay thế bơm xăng linh tinh cũng tiện, rất là tiện dụng. Chỉ cần khởi động máy bằng cách bơm xăng vài cái rồi anh em đóng e lên giật ho hai cái là thả xuống là giật tăng lần 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 là cứ ga lên ga xuống là xài thôi, cực kỳ thích luôn, bao sướng cho anh em luôn. Lợi xăng thì khỏi phải nói rồi, anh em biết cái tem eco nó vấn đề là lợi xăng khủng khiếp rồi. Đấy, rồi nói sơ qua cho anh em xem một chút ít để cho anh em tham khảo về những cái dòng máy đấy, về công suất đây cũng như về ưu và nhược điểm của nó, để cho anh em phân tích cho anh em xem cho nó chi tiết về con máy. Thì bây giờ em sẽ quay tổng quan cái máy cho anh em coi nhé. Ở đây thì con này bán với giá rẻ tiền nhất là 1,9 triệu đồng, đã dọn nổ bao gồm dây đeo, dao, ổ cước, buji và tiếp mở, đầy đủ những cái món hàng phụ kiện theo máy ha. Cho anh em coi, thì con đây là con số 1, trong con này lâu này là con này rẻ tiền nhất, 1,9 triệu đồng nha anh em. Sử dụng tay ga bóp, tay ga bóp đó, thế hệ mới tay ga bóp, hàng có trợ lực. Đó, anh em giặt hơi là khiếp lắm, cứng lắm. Rồi mình sang cái lô này là cây số 2, cây số 1 anh em ghi số 1 này, ok số 2 ha. Cây số 2 này giá là 2 triệu đồng nha anh em. Đó, đây em quay cho anh em coi, 2625 rồi bao chuốt này. Hộp giặt trợ lực hết anh em nhé, đó, bơm xăng phụ này đầy đủ hết, ok tay ga bóp luôn nhé, bóp luôn nha anh em, đây chắn cỏ đầu bò ha. Rồi sang cây này là cây số 3, cây này giá là 2,2 triệu đồng nha anh em, cũng tay ga bóp luôn anh em thấy không? Bóp ha. Đây, con này thì vừa rồi em review tiếng nổ này, review tiếng nổ kinh thắng động cơ gì ha, bây giờ em đọc lại chưa. Bây giờ mình khởi động máy để lâu là bơm xăng này, không cần phải bóp ga nhiều nhé, nhưng kéo e này bơm lâu lâu thì cho xăng lên đều. Rồi nhân giật to là mở ra này, đè xuống rồi giật kéo nhé. Nhiều nhưng mà anh em theo độ chặt của nó. Đấy, kéo đây, anh em chỉ cầm về kéo đây, anh em đừng có dùng bức bức giật nhé, anh em cầm cái dây kéo từ từ bắt vặt nổ. Đấy, những cái máy này hợp cho những các bác lớn tuổi sử dụng trợ lực thì xài rất là chất luôn. Đấy, ok con này có chạy con đầy đủ ha. Rồi mình sang cây số 4, cây này là giá là 2 triệu đồng nha anh em. Đây, cây này thì lại không có chắn cỏ ha. Đây, tay ga này, tay ga gạt này. Anh em có thể tay ga bóp thì em đổ cho anh em nhé, bóp. Đây, đây là đầu máy, đây là 2 triệu như nhé, giá bằng hết, rất là đẹp. Okay. Hàng này anh em xài chỉ cần lưu ý cái bô thôi là bao chuốt luôn. Rồi
Cây số 4 giá là 2 triệu đồng. Rồi sang cây VIP nhất trong ngày hôm nay, giá của nó lên tới 2 triệu tư. Đây cây số 5 nhé, 2 triệu tư. Cây này thì anh em xem này, con này là sử dụng tay ga 1, tay ga bóp và sử dụng một tay lái, anh em thấy không, bóp như thế này thì anh em có được quyền chuyển soát cho có tay hai tay lái được nhé. Như con máy thì thật sự anh em nó quá đẹp này, rất là xuất sắc luôn. Đây số 2 là đẹp như mấy thùng, cái mưa thùng cắt tông vô bên trong lớn này, để nói chung đừng nói độ chất của nó đẹp, đẹp quá trời đẹp luôn. Người theo kết sản đều rất là đẹp đó, giá 2 triệu tư trong phiên bản này nhé, cực kỳ chất luôn. Cái này đẹp, cái trong đẹp nhất lâu đó, đẹp chưa, nhận thêm mới những cái thùng luôn, quá chất. Rồi cây số 5 rồi mình sang cây số 6, giá có 2 triệu 2 nhé. Để nhìn thấy chưa, ok em quay cho này nó hơi hẹp. Con này có sử dụng tay ga bóp luôn đây nhé, không có chắn cỏ anh em nhé, cây này thì không có chắn cỏ đây. Không đẹp bằng cây 2 triệu rưỡi đúng không anh, à 2 triệu tư đúng không anh. Ok đây nha anh em, rất là đẹp. Rồi em giới thiệu cho anh em xong 6 con máy cắt cỏ ha. Anh em có nhu cầu sở hữu bất kỳ con máy nào thì liên hệ trực tiếp với Thắng Cơ Xích qua hai đầu số 0337 01 9191 0974 973. Bên em ship code sẽ toàn quốc. Anh em mua hàng vui lòng đặt cọc trước thẻ cào Viettel 200.000 hoặc là chuyển khoản trước 500.000, bên em miễn phí ship cho anh em nhé. Bên em là phải có cọc thì bên em xin hàng, anh em lưu ý rất là thông cảm vấn đề là không cọc nhé. Rồi ngoài ra thì anh em có những kiểu sở hữu máy cưa xích thì vui lòng liên hệ vô Thắng luôn, thì em chuẩn bị em lên lô 10 cây này để cho anh em xem ha. Rồi cảm ơn anh em đã theo dõi video rất là nhiều, anh em thấy hay thì ấn like chia sẻ kênh để lại nhận xét để ủng hộ kênh rất là nhiều. Xin chào anh em.